chẳng phải thủy kiều, dòng thanh xuân chờ tình yêu anh, chờ em nụ hôn như trong mong mình có nhau. Trăm năm kiều vẫn là kiều, nhưng em đâu liệu mình yêu anh, xin anh rời xa chờ đến chút tình yêu. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Một cái mới, chúc anh em làm việc, học tập có thật là nhiều sức khỏe anh em nhá. Ok, thì trong clip này thì là mùng 3 tháng 4 anh em ạ. Clip của đầu tháng luôn, thì xin chúc tất cả mọi người đang xem video của mình có một cái tháng mới thật là tràn đầy sức khỏe nhá. Đó, ok, thì clip hôm nay thì mình đã đến cho anh là một cái mã code mới nhất trong bản cập nhật ngày mùng 3 tháng 4 anh em nhá. Thì nói chung là mã code thì mã code này là mã code từ mình rồi nhá. Mã code từ mình thì nó cũng rất là nhập rất là ít luôn. Nên là anh em xem cái video này, nhớ là nhập mã code cực kỳ nhanh giúp mình luôn. Vừa xem vừa nhập giúp mình nhá. Nói chung là anh em vừa xem video này, vừa vào game giúp mình luôn để có thể là nhận được mã code hoàn toàn free mình nhá. Mã code này chỉ có từ 5 đến 10 lần nhập thôi, nên là anh em nào mà nhanh tay thì anh có thể là được mã code này. Mã code này là mã code đá quý nhá. Đó, mã code đá quý thì anh em nhớ xem này và làm theo này, làm đủ bước này để có thể nhận quà này. Muốn nhận quà thì nhớ làm đủ bước nhá. Like này, đăng ký kênh này, comment đi game bên dưới và chia sẻ lên các trang fanpage là 10 lần giúp mình để có thể nhận được phần quà yêu thích từ mình nhá. Ở trong phần này thì mình thấy gọi là có một cái gì nhỉ? Cái gói cano anh em ạ, nó mô tô nước ấy. Đấy, gói mô tô nước thì cái này mới có trở lại thôi. Đấy thì anh em nào mà muốn có thể là mô tô nước này để có thể là đèo bạn gái hoặc là người yêu đi chơi. Đấy thì anh em hãy liên hệ với mình nè, chia sẻ lên fanpage là 20 lần để có thể nhận được với mình nhá. Đó, còn gói vụ đi cái gì? Vũ điệu idol à? Đây, thì nó chỉ bán với giá là 100 kim cương thôi anh em ạ. Đây, 5 ngày nhá. Nó còn giới hạn là 5 ngày nữa thì anh em nào mà chưa mua ấy, không có đủ kim cương để mua thì anh em hãy gọi là liên hệ ngay cho mình. Mình tặng cho anh em kim cương để anh có thể mua được cái gói vũ điệu nha. Đây, và có kem lạnh nữa. Đấy, kem lạnh thì nói chung là được một cả bộ đồ nên anh em. Đấy, khá là đẹp, chỉ mới 178.000 thôi mà được bộ đồ thế này là khá đẹp rồi đúng không? Đấy, và cả bộ siêu sao super light nè, ghê chưa anh em. Đấy thì bộ này nói chung là chỉ bán với giá chỉ có là 55 kim cương thôi anh em ạ. Chỉ khá là rẻ luôn đúng không? Đấy, anh em nào mà không muốn nhận nữa thì thôi, mình cũng chịu đó. Mình cũng gọi là bó tay với anh em rồi. Ok, đây thì mình xem nào. Còn rồi xong mình bị đít game, anh em đợi mình một tí, mình sẽ vào lại game nhá. Đây một tí thôi. Ok, thì mình mà quay trở lại vào game đây anh em ạ. Đấy, thì quay trở lại vào game thì nói chung là nãy là mình có bị out game ấy. Đó, nên là giờ mình quay lại game đây. Ok, thì nói chung là anh em nào muốn nhận phần quà gì từ mình này thì nhớ là làm đủ các bước, like, đăng ký kênh, comment đi game xuống dưới này. Mình sẽ gửi tặng quà này, gửi tặng bộ đồ đến đấy cho anh em. Anh em thích gì cứ bảo mình tặng cho anh em thôi. Đó, đây có cả bộ đồ, rất là nhiều bộ đồ luôn. Thì ở đây nó mình thấy gọi là và bộ gói cưới này, gói cưới này hình như là bán trong shop kia có mấy kim cương à. Đó, thì đây gói này rồi các tinh thành viên blood mình mà hết rồi, chắc là mình sẽ đi mua lại một gói thành viên blood khác nhá, để có thể là cho cái tên nó hiện thị lên nó đẹp hơn anh em. Đấy, ok, thì nói chung là anh em xem video mình này, yêu quý mình nhớ là cho mình xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ lên các trang biết để nhận được phần quà yêu thích từ mình nha. Đó, còn anh em nào mà muốn nhận cái gì nữa thì nhớ là làm đủ bước đi, chắc chắn nhận được từ mình thôi. Đấy, thì anh em nhớ là xem video nhớ là nhấn like, đăng kênh giúp mình nha. Rồi ok, thì đây thì cũng sắp tới gọi là chúc mừng kỷ niệm 1 năm Play Together ngày 13 tháng 4 năm 2022 anh em ạ. Đó, thế là Play Together sắp được 1 năm rồi đấy. Còn lại có nói chung là đầu tháng rồi, thì xin chúc tất cả anh em đang xem video có tràn đầy sức khỏe anh em nhá. Ok, thì nói chung là tràn đầy sức khỏe để có thể là xem video mình, ủng hộ mình đúng không? Đấy, thì nói chung là còn anh em nào muốn có trang chủ để có thể là nhận được thỏi vàng này, nhận được đá quý này, thì mình sẽ đi kiếm một cái trang chủ hoàn toàn là uy tín này, tin tưởng đến cho anh em. Có anh em có thể là anh em có thể là nạp tiền vào lấy thỏi vàng em nhá. Đấy, thì ok, đầu clip mình đã tặng cho một bàn là cái cánh thiên thần và nói chung là cái ác quỷ rồi đúng không? Đấy, cánh thiên thần này, cánh ác quỷ nhà đúng không? Cánh thiên thần đúng không anh em? Đấy, thì nói chung là mình vừa bị out game, thế là không có nhớ được cái gì hết trơn anh em. Đó, đấy thì mình vừa tặng cho bạn, thì anh em nào muốn nhận nữa thì anh em nhớ là làm đủ các bước, like đăng ký kênh này và comment đi game để có thể nhận được mã code từ mình. Đấy,
À không, quên phần quà từ mình chứ sao, mà cốt thì đương nhiên mình phải đem đến cho anh em rồi. Thì mà cốt ngày hôm nay mình để ngẫu nhiên trong màn hình cho anh em nhá. Anh em xem kỹ trong màn hình này, nhận mã cốt từ mình. Nhấy, mã cốt hoàn toàn free 100 đá quý anh em, mã cốt đá quý nhá. Đấy, mã cốt đá quý 5 đến 10 lần nhập hoàn toàn free cho anh em. Anh em thể nhập vào và gọi là nhận phần thưởng trong đấy nhá. Đấy, phần quà thì nói chung là khá là nhiều phần quà. Cốt mình cũng đang còn rất là nhiều luôn. Anh em nào mà xem được mà cốt của mình ấy, nhớ là nhập nhanh giúp mình luôn nhá. Còn anh em nào không nhập được ấy thì anh em nhớ là comment ở dưới này hoặc là nhắn tin một thư giúp mình để có thể là nhận được mã cốt nhá. Mình sẽ gửi tặng mã cốt riêng đến cho anh em luôn. Đó, ok cho anh em. Ok thì chắc là clip mình khá dài, chắc mình kết thúc tại đây thôi. Anh em mà thấy video mình hay thì nhớ là cho mình xin một lượt like, một lượt đăng kênh này, một lượt chia sẻ đến các trang fanpage nhận được phần quà yêu thích của mình nhá. Còn bây giờ thì bye bye anh em, bye bye, bye bye.